Khi về già, có 5 việc cần tránh, 4 việc cần chuẩn bị. Quý vị thân mến, khi đã đến tuổi dưỡng lão, các con đã có sự nghiệp ổn định và yên bề gia thất, thì bất kỳ người lớn tuổi nào cũng hy vọng có thể được quây quần bên con cháu, cùng chung với niềm mong mỏi ấy. Họ cũng luôn hy vọng rằng con cái có thể thoải mái sống chung mà không e dè ngại ngùng hoặc phát sinh mâu thuẫn với bố mẹ. Dĩ nhiên, muốn các phụ huynh cao tuổi buông xuống sự bận tâm đối với con cái cháu chắt là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, có đôi khi chính vì sự lo lắng thái quá của các bậc trưởng bối, những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ sống chung trở nên thường xuyên phát sinh nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng cũng như đời sống sinh hoạt. Làm thế nào để không khiến con cái e dè, ngại ngùng hoặc xa cách, đồng thời bản thân vẫn giữ được sự tôn nghiêm và tự trọng là điều mà các bậc trưởng bối nên chú trọng. Muốn làm được điều này, có 5 điều sau đây mà quý vị cần nhớ rõ, tránh đừng làm, dù thương con thương cháu đến mức nào đi nữa. Có như vậy, tuổi già được tận hưởng sự ấm êm, không phiền muộn. Điều thứ nhất, không bán nhà đi ở với con. Có không ít câu chuyện buồn của những gia đình mà cha mẹ già chót bán hết nhà cửa tài sản để hùn tiền cho con cái mua nhà và sống cùng gia đình con, nhưng cuối cùng lại bị con cái đuổi ra ngoài. Cha mẹ sinh con, nuôi con là lẽ đương nhiên, nhưng ở chiều ngược lại thì nước mắt khó mà chảy ngược lắm thay. Con lo cho cha mẹ được một phần nhỏ thôi là may mắn lắm rồi. Vì vậy, để tránh bản thân lâm vào bước đường cùng già nua rồi còn không trốn dung thân, cha mẹ già dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ lấy ngôi nhà riêng của mình. Nếu quá thương con và gia đình khó khăn thì có thể đón con về ở chung, nhưng nhất định khi còn sống không sang tên nhà đất cho con để phòng bất trắc. Đấy là chưa kể đến cha mẹ già sống với con cháu dường như không mấy khi hạnh phúc. Nếp sống, nếp suy nghĩ của con người thay đổi quá nhanh, dẫn đến mâu thuẫn giữa các thế hệ ngày càng sâu sắc. Đó là chưa kể sự bất hòa giữa cha mẹ già và con dâu con rể. Thay vì ở cùng nhau để rồi chướng tai gai mắt dẫn đến sự bất hòa, cha mẹ già và con cái nên thu xếp để được ở gần nhà nhau. Con cái tiện bề thăm nom, chăm sóc cha mẹ lúc cần thiết, cha mẹ dễ dàng qua chơi với con cháu cho đỡ nhớ nhung. Điều thứ hai, không trông cháu, chỉ thăm cháu. Khi được lên chức ông bà, dù nội hay ngoại, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu phải lãnh trách nhiệm giữ cháu thì mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác, nếu không muốn nói là phiền phức. Sự bất đồng quan điểm giữa ông bà và cha mẹ trong việc nuôi dạy con nhỏ là không tránh khỏi. Rồi ông bà lớn tuổi, gặp đứa cháu hiếu động, ông bà giữ không nổi làm té ngã, đâm ra tự dưng mang cảm giác có lỗi với con. Đấy là chưa kể, việc chăm sóc đứa trẻ tốn rất nhiều thời gian công sức, khiến người già nhanh mệt mỏi, dễ sinh ra cáu gắt bực bội. Người ta bảo, dưỡng già chứ đằng này lại là như hành xác, hà cớ gì phải làm khó mình. Do vậy, cha mẹ nên tự thu xếp việc chăm sóc dạy dỗ con cái do mình sinh ra. Về phía ông bà, cũng đừng vì thương con cháu mà lãnh trách nhiệm nặng nề này. Điều thứ ba, không được từ chối khi con cho tiền, dù nhiều hay ít. Nhiều ông bà thương con cháu nên khi được cho tiền thì hay trả lại không nhận, nhưng điều này là không hợp lý. Lẽ thứ nhất, ông bà đã nuôi con cả cuộc đời, chắt bóp chi ly từng đồng cho con. Vậy thì khi về già, con cái biếu chút tiền tỏ lòng hiếu đễ, không có gì là không phù hợp. Điều này là để con cái nhận thức được trách nhiệm báo hiếu với cha mẹ. Bởi có rất nhiều đứa con vì nhiều lý do không thể chăm sóc cha mẹ bất cứ lúc nào cha mẹ cần, chỉ có thể bày tỏ tấm lòng thông qua tiền bạc. Vậy thì hãy nhận lấy tấm lòng đó của con cái, vừa để chúng vui, vừa có thêm chút tiền trang trải lúc ốm đau, nhỡ nhàng mà không cần phiền đến chúng. Thứ nữa là nếu không dùng số tiền đó, cha mẹ có nhiều cách để cho lại con cái mà không cần từ chối ngay khi con biếu tiền. Chẳng hạn như giúp con tích lũy qua một tài khoản nào đó cha mẹ giữ hộ, rồi đến khi thích hợp vào một dịp ý nghĩa nào đó có thể tặng lại cho con cái hoặc cháu mình một sổ tiết kiệm hay một món quà giá trị. Chắc chắn con cháu sẽ vô cùng cảm kích. Nhiều khi
con cái dù có làm ra bao nhiêu tiền cũng tiêu hết, chẳng dôi dư được đồng nào. Nhưng nhờ cha mẹ khéo léo cất hộ mới có khoản phòng hở. Thế nên khi con đưa tiền cũng đừng vội trả lại. Điều thứ tư, không can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con. Điều này rất khó, đặc biệt là với các gia đình tam tứ đại đồng đường. Thế nhưng có những khi thay vì chạy đến hỏi han và can thiệp thì cha mẹ già cũng có lúc cần mắt nhắm mắt mở để kệ con cái tự xử lý chuyện riêng của chúng. Tuổi già là khoảng thời gian an dưỡng nghỉ ngơi, cha mẹ nên chọn cho mình một vị trí vừa phải trong gia đình. Những việc con cái có thể tự lo, hãy để cho các con có cơ hội làm chủ. Đối với những chuyện họ được coi là đại sự, bậc làm cha mẹ nên bày tỏ thái độ một cách dứt khoát. Nhưng với những chuyện vặt vãnh, đừng phí công so đo cầu nhau. Cha mẹ dẫu sao cũng chẳng thể sống thay đời con cái được. Hơn nữa, dù có là người thân thích thì rốt cuộc vẫn là người đứng ngoài câu chuyện nhìn vào, không thể có sự khách quan phán xét được. Bênh vực con mình thì con dâu con rể không vui và ngược lại. Nên nhớ rằng thay vì không ngừng tự ý đưa ra quyết định, hãy làm sao để con cái chủ động hỏi ý kiến mình. Đó mới là sự tự tôn mà người lớn tuổi nên có. Điều thứ năm, đừng tạo thêm áp lực cho con cái. Nhiều người trẻ cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi cha mẹ ở xa trách móc vì ít gọi điện về nhà hoặc kể lể công sức yêu cầu con cái phải hồi báo. Thực ra, chỉ những người lớn tuổi nào quá rảnh rang và nhiều thời gian mới cảm giác con cái ít gọi điện về hỏi thăm là điều khó chịu. Nếu họ là những người quảng giao chăm hoạt động ở những câu lạc bộ thể dục thể thao, sinh hoạt người cao tuổi hoặc tự tạo cho mình những thú vui như đạp xe, đọc sách, trồng cây, nuôi cá thì sẽ không có thời gian rỗi rãi để ngồi chờ cuộc gọi của con cái như vậy. Với vô số những gánh nặng về gia đình, công việc trên vai, người trẻ tuổi ngày nay chắc chắn bận bịu và áp lực hơn nhiều so với người cao tuổi. Nếu những người bố, người mẹ lớn tuổi có thể gọi điện khi nhớ con thì lúc con cái nhớ cha mẹ, e rằng ngay cả tới thời gian gọi điện cũng chẳng có. Do đó, người già không nên vì chuyện còn con này mà sầu não. Hãy học cách chăm sóc thật tốt bản thân mình, bởi con cái phải bươn trải dòng đời ngoài kia vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Còn nếu ở chung với con và phải giúp đỡ con chuyện làm việc nhà, hãy thành thực suy nghĩ một chút. Nếu không phải ở cùng con cháu, những việc nhà đó cha mẹ có phải đảm nhận nữa không? Nếu câu trả lời vẫn là có, thì liệu mình có đang quá khắt khe với con cái? Còn nếu câu trả lời là không, thì hãy dành mạch phân định, chia sẻ việc nhà với con cái. Còn nếu chúng không làm, thì cha mẹ cũng đừng để tâm nữa. Còn nếu đã tự nguyện hy sinh, đừng đem lòng hy vọng có hồi báo. Người cao tuổi không nên suốt ngày kể lể về những việc mình đã làm để giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp đỡ con cái. Phụ con trẻ nấu cơm, giặt giũ, trông cháu vốn không phải việc gì quá khổ sở, quá vất vả, nên đừng bao giờ mang thái độ trịch thượng hoặc không ngừng than vãn kể công. Bởi chỉ một lời than phiền ấy thôi cũng có thể khiến cho tấm lòng của cha mẹ bị con cái hiểu nhầm thành gánh nặng. Khi về già, cuộc đời lại bước sang một chương mới, mà chương này cần sự chuẩn bị của cả quãng thời gian tuổi trẻ trước đó. Trong đó có 4 mục tiêu mà khi về già cần phải được chuẩn bị đầy đủ để đón những năm tháng tiếp theo một cách an nhàn tự do. Quý vị hãy chiêm nghiệm xem mình đã chuẩn bị được gì rồi nhé. 1. Độc lập về tài chính. Độc lập tài chính không có nghĩa là sở hữu một khối tài sản lớn, mà là một khoản tiền đủ để chăm lo cho bản thân, theo đuổi những sở thích và phòng bị cho những lúc bất trắc. Thực tế không ít người khi về hưu ngại đi khám bệnh định kỳ, hạn chế tiêu tiền cho các sở thích cá nhân như du lịch, giải trí, ăn uống. 2. Cải thiện sức khỏe tinh thần. Một số người sau tuổi 50 dần mất đi những động lực trong cuộc sống, họ giảm dần hứng thú với các hoạt động hàng ngày, ngay cả những việc từng yêu thích. Một vài người thậm chí muốn buông xuôi hoặc chạy trốn thực tại. Để vượt qua những cảm giác tiêu cực này, các chuyên gia tâm lý khuyên mỗi người nên dành thời gian tham gia hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh. Đơn cử như theo đuổi các đam mê sở thích từ trước đó
hay chinh phục một vài lĩnh vực mới. Tự do tinh thần là tự do theo đuổi phong cách sống, làm những điều bản thân luôn mong muốn. Đó có thể là vẽ tranh, đi thăm thú nhiều vùng đất mới, thưởng thức các loại đặc sản, hay đơn giản là học may vá, cắm hoa, viết thơ. Những điều tưởng chừng giản đơn này sẽ phần nào giúp giảm tải các mối bận tâm không đáng có trong cuộc sống. 3. Duy trì sức khỏe thể chất. Bắt đầu sau thời kỳ trung niên, thể trạng của hầu hết mọi người sẽ giảm sút. Việc giữ được sức khỏe giúp những người bước vào ngưỡng cửa này tự do và tự tin hơn trong giao tiếp xã hội. Không chỉ riêng phụ nữ cần ngoại hình đẹp, ngày nay người đàn ông cũng cần chú trọng đến vẻ bề ngoài. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hoạt động thể chất và sự tự tin có mối liên quan trực tiếp đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Vì vậy, hãy duy trì đều đặn việc rèn luyện thể chất để giữ cho mình một sức khỏe ổn định và một hình thể khỏe khoắn, nhẹ nhàng. 4. Cân bằng các mối quan hệ. Tuổi già cũng là lúc con cái phần lớn đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Bất hòa giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi do suy nghĩ và quan niệm sống có phần khác nhau. Thay vì xem con cái là trên hết, ở tuổi này mỗi người cần chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Ngoài ra, mỗi người cũng nên duy trì và tạo lập các mối quan hệ xã hội, tham gia các hội nhóm cùng sở thích, các tổ chức hoạt động thiện nguyện nhằm giúp cải thiện cảm xúc. Quý vị thân mến, có một bộ phim Hàn Quốc nói rằng cha mẹ thường nghĩ chỉ cần không phụ thuộc vào con cái là tốt nhất, nhưng thực ra cha mẹ chỉ cần sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc mới là điều các con mong muốn hơn cả. Nhiều người cho rằng chỉ cần dành dụm được nhiều tiền thì cuộc sống về già mới tự do và sung túc, nhưng lại quên rằng nếu không có sức khỏe thì đồng tiền cũng trở nên vô nghĩa. Một cuộc sống tự do khi về hưu không đơn thuần đòi hỏi sự chuẩn bị tốt về tài chính, mà còn là sự cân bằng về sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xung quanh. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và tìm được những bước đi phù hợp nhất với cuộc đời của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.